Trọng Khương xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Sống Để Hạnh Phúc. Kính thưa quý vị, thời gian không dừng lại vì bất cứ ai. Mỗi người đều đang tiến về phía trước trong dòng người và dòng đời vội vã. Thời gian không chỉ cho chúng ta sự rực rỡ, sống động mà còn cho chúng ta sự trưởng thành và trầm ổn. Thời gian là vô giá, nhưng có quá nhiều người trên con đường đó gánh trên vai mình quá nhiều những thứ đáng ra nên từ bỏ. Để rồi quay đầu nhìn lại, bỗng chốc quên đi con đường dưới chân, quên đi những vùng đất xa xôi và cả tương lai huy hoàng ở phía trước. Những người bước vào độ tuổi 50, ba điều này sớm đã không còn giá trị. Tốt nhất hãy vứt nó đi. Tiếc rằng có nhiều người nghĩ không thông, cứ dấm dứt mãi không quên. Vậy ba điều này là gì? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video ngay sau đây. Tuổi 50, vứt được ba điều này, đời sướng như tiên. Điều đầu tiên, khát vọng tham lam. Khát vọng là bản tính. Khát vọng vốn dĩ có thể mang đến cho ta nhiều thứ hạnh phúc hơn. Chẳng hạn như khi còn trẻ, chúng ta phấn đấu, theo đuổi khát vọng của mình vì cha mẹ, vì gia đình. Nhưng tới nửa đời sau, thứ khát vọng này lại trở nên rất mỏng manh. Đều nói tiền tài là vật ngoài thân. Bước vào độ tuổi 50, thứ chúng ta quan tâm nhiều hơn là sức khỏe, là chất lượng cuộc sống. Khát vọng chỉ là quá trình theo đuổi thời niên thiếu mà thôi. Bước vào tuổi già, đừng quá xem trọng quyền lực, tiền tài. Bởi lẽ, ở độ tuổi này, khát vọng đối với chúng ta không những không còn ý nghĩa gì, mà còn trở thành một áp lực vô hình. Làm người muốn tự tại phải biết thỏa mãn, thường lạc, luôn không hài lòng với thực tại, luôn khát khao chạy theo những thứ xa vời, ngoảnh đầu nhìn lại chỉ còn là những tiếc nuối với sinh mệnh. Con người phải học cách nhận biết ở tuổi nào thì nên làm việc gì. Tuổi 50, có cháu thì trông cháu, hưởng thụ niềm vui đơn giản, an nhàn. Không có việc gì có thể đi du lịch, ngắm nhìn núi non sông nước, đem tới cho cuộc đời sự rực rỡ, sống động và tầm nhìn, sống không tiếc nuối. Thứ hai, những mối quan hệ vô dụng và chẳng có ý nghĩa gì. Ai cũng hiểu được tầm quan trọng của xã giao, của các mối quan hệ. Nửa đời trước, chúng ta nên hình thành cho mình những mối xã giao giúp ích cho công việc cũng như làm ăn kinh doanh. Tuy nhiên, khi bước vào tuổi 50, bạn không nhất thiết phải duy trì cho mình những mối quan hệ kiểu bè và không có ý nghĩa. Một người ở tầng lớp nào, cứ nhìn vòng tròn bạn bè của họ là biết. Động vật sống thành đàn, người sống nhờ cộng đồng. Nhưng đối với những mối quan hệ chỉ đơn thuần là chén chú chén anh, giả tình giả nghĩa, tốt nhất nên dứt khoát vứt đi. Kiểu bạn bè như vậy, không chỉ mất công sức đi duy trì, mà còn lãng phí rất nhiều thời gian quý báu, đáng lẽ ra nên dành cho những người xứng đáng hơn. Tìm cho mình một vài tri kỷ, một vài người bạn khiến mình cảm thấy dễ chịu và thoải mái khi ở bên. Cùng nhau làm những việc mình thích, chia sẻ cho nhau chuyện đời. Sống đơn giản thôi. Đừng ép mình phải gồng mình lên chống đỡ những mối quan hệ không đâu. Gồng mình lên mà mệt mỏi. Và điều thứ ba, những nuối tiếc trong quá khứ, hãy để nó dừng lại tại đây. Đứng giữa ngã ba đường của cuộc đời, mắt tuy nhìn về tương lai huy hoàng, nhưng không ít người trong chúng ta cũng vẫn luôn hoài niệm về những hối tiếc và sai lầm của quá khứ. Không có thuốc chữa hối hận trong cuộc sống. Sống ở đời, hối tiếc là điều không thể tránh khỏi. Nhưng nếu bạn cứ ở lại quá khứ mãi mãi, vậy thì tương lai sẽ mãi không thể nào tìm được đến bạn. Ngày hôm qua
giống như dòng nước chảy đi. Thứ mà ta cần làm là buông xuôi tất cả, tiếp tục trang bị tiến về phía trước. Thực ra, học cách buông bỏ là một loại trí tuệ của cuộc sống. Học cách buông bỏ, biết từ bỏ quá khứ, thực ra là một sự giác ngộ ý nghĩa trong cuộc sống. Những hối tiếc trong quá khứ, hãy để nó dừng lại tại đây. Bước vào tuổi 50, sống cả nửa đời người rồi. Đừng hối tiếc thanh xuân huy hoàng nữa. Nhìn về phía trước, một cuộc đời mới đang ở phía cuối con đường ngóng trông bạn. Tóm lại, chuyện và người đã qua chỉ có thể là hồi ức. Bất luận bạn có muốn hay không, chúng ta cũng không cách nào thay đổi được nữa. Chuyện hôm qua không thể giữ. Thứ cần giữ chính là hiện tại trước mắt. Sinh mệnh thực ra là một tài sản vô hình. Lúc có, ta sẽ không cảm thấy quý giá, hoặc có thể bạn trước giờ chưa bao giờ cảm nhận được sự quan trọng của nó. Trước giờ chưa bao giờ nghiêm túc cảm nhận sự tồn tại của nó. Chỉ khi trôi qua rồi mới hối tiếc thời gian thấm thoát thoi đưa. Bước vào tuổi 50, cái nên buông bỏ, hãy buông bỏ. Reset lại hành trang, tận hưởng cuộc sống trước mắt. Biết hài lòng, thỏa mãn mới là trí tuệ đời người. Cuộc sống chỉ thật sự bắt đầu ở tuổi 50. Trước 50 tuổi, sống vì người khác. Sau 50 tuổi mới là sống cho chính mình. Tại sao lại nói cuộc sống chỉ thật sự bắt đầu ở tuổi 50? Đó là do trước 50 tuổi, chúng ta luôn phải dành toàn bộ thời gian vì học tập, vì sự nghiệp, vì nhà cửa, vì vay mượn thế chấp, vì con cái gia đình, vì đủ thứ gánh nặng cơm áo gạo tiền của cuộc sống. Sau khi trải qua độ tuổi ấy, sự nghiệp đã ổn định, con trẻ đã trưởng thành, tiền bạc đã có chút tích góp, chúng ta mới bắt đầu có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn để lo cho chính bản thân mình. Sau ngưỡng cửa của tuổi 50, cho dù chưa đến lúc nghỉ hưu ở nhà dưỡng lão, nhưng chúng ta cũng không còn phải làm việc đến kiệt sức nữa. Chúng ta biết nâng cao chất lượng cuộc sống, chú trọng 3 bữa một ngày, không thể lơ là sức khỏe thể chất như trước kia. Mỗi sáng, chúng ta không còn tất bật lo cơm nước, đưa con đi học nữa, mà thảnh thơi, hít thở không khí trong lành, thư giãn cơ thể, chạy bộ vài vòng quanh nhà, tập luyện mấy động tác dưỡng sinh đơn giản, rồi dùng một bữa sáng bổ dưỡng do con cháu chuẩn bị cho. Chỉ cần như vậy, dù tuổi tác có già đến mấy, tinh thần chúng ta vẫn luôn trẻ khỏe và đủ đầy. Sau ngưỡng cửa của tuổi 50, chúng ta không còn bận rộn tăng ca, tiếp khách đến nửa đêm hay đi công tác hàng tuần dài nữa, mà được thảnh thơi về nhà khi đến giờ tan tầm, dạo qua các khu chợ để cảm nhận sức sống tươi mới ở đây, tiện tay mua ít thức ăn về nhà, thong thả làm món đơn giản thêm vào mâm cơm để cả gia đình thưởng thức. Chúng ta cũng có thời gian để dạo bước cùng bạn già, tâm sự với nhau từng mẩu chuyện vui buồn nhỏ nhặt trong ngày vừa qua. Đôi khi lại cãi nhau vì vài vấn đề chẳng hề to tát, vừa là bạn đời, vừa như tri kỷ. Sau ngưỡng cửa của tuổi 50, thay vì cuối tuần nằm ườn cả ngày trên giường để hồi phục sức lực sau cả tuần làm việc mệt mỏi như thời tuổi trẻ, chúng ta có thể chăm lo, vun vén sở thích của mình nhiều hơn. Thích hoa thì nuôi hoa, thích sách thì đọc sách, thích trà thì tham gia vài lớp học pha trà, phẩm trà. Càng xây dựng và phát triển sở thích cá nhân, cuộc sống của chúng ta càng thêm đủ đầy ý nghĩa. Mỗi ngày trôi qua, bản thân chúng ta lại càng phong phú
và quý giá hơn. Sau ngưỡng cửa của tuổi 50, con cái thơ dại ngày nào còn lo dò tập đi, tập nói, nay đã trưởng thành, khôn lớn nên người. Chúng có công việc riêng, có gia đình riêng, và có cả không gian sống riêng. Chúng ta được tạm biệt quãng thời gian, chỉ biết chăm chỉ tiết kiệm tiền nuôi con trẻ ăn học, chăm lo miếng cơm manh áo, hay sốt sắng mỗi lúc con đau ốm bệnh tật. Đã tạm hoàn thành trách nhiệm của người làm cha làm mẹ, chúng ta có thể tự thưởng cho mình những chuyến du ngoạn để mở mang tầm mắt, nhìn xem thế giới bên ngoài đã phát triển đến nhường nào suốt thời gian qua. Hoa đào rực rỡ mùa xuân, thác nước tươi mát mùa hè, lá phong đỏ rực sắc thu, sông băng núi tuyết trời đông. Còn có mặt trời mọc trên núi, mặt trời lặn ngoài biển, và rất nhiều cảnh sắc tráng lệ mà chúng ta chưa một lần thảnh thơi ngắm nhìn và tận hưởng ngoài thế giới rộng lớn bao la kia. Chỉ có đi khắp núi sông, chúng ta mới hiểu giang sơn. Chỉ có nếm đủ chua ngọt vui buồn, chúng ta mới thấm nhuần giá trị thực sự và ý nghĩa của đời người. Càng trải nghiệm, chúng ta càng nắm chắc cuộc sống của mình trong tay. Chờ ngày tuổi tác tăng dần lên, cuộc sống thành thị nhộn nhịp đã không còn phù hợp nữa. Chúng ta mong ước trở về căn nhà nhỏ ở quê hương Thanh Bình. Vào thời điểm đó, công việc đã nghỉ hưu, nhưng cuộc sống vẫn tiếp tục. Đến giai đoạn này rồi, mỗi giờ mỗi khắc trôi qua đều dùng để hưởng thụ, nhâm nhi mọi niềm vui còn lại của cuộc đời. Nhiệt huyết tuổi trẻ đi qua, giờ chỉ còn sự an nhàn, yên bình ở lại. Chúng ta cùng nhau ngồi lại, pha ấm trà, nhâm nhi những câu chuyện xưa cũ làm quà, khẽ cười cùng nhau, êm ấm trải qua nốt những tháng ngày cuối cùng. Sau 50 tuổi, tâm trí chúng ta đã bình yên, không còn lo được, lo mất. Chúng ta hiểu rằng mọi thứ đều có số mệnh. Những gì nên có thì trời sẽ cho. Cái gì mất đi thì không nuối tiếc. Thứ gì không phải của mình thì cũng chẳng cần cưỡng cầu. Thành công hay thất bại, vui mừng hay đau khổ đều trở thành trải nghiệm đời người, là kinh nghiệm khắc sâu vào trong tâm trí. Qua thời gian, mọi ký ức lắng đọng sẽ dần biến thành báu vật vô giá, không ai có thể lãng quên.